Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Mỗi Tuần Một Vấn Đề. Và đặc biệt hôm nay chúng ta có cơ hội để gặp gỡ học giả Đỗ Thông Minh đến từ Tokyo. Và trước khi đi vào phần cuối của chương trình, quý vị cũng cho phép chúng tôi dừng ở đây để xin chân thành cảm ơn học giả Đỗ Thông Minh đã đến với chương trình của chúng tôi. Trong cái bất kỳ chuyến đi nào đến Hoa Kỳ, anh Đỗ Thông Minh cũng đến Lido Sài Gòn TV chúng tôi tâm sự, nói chuyện về tất cả những diễn biến quanh những cái hoạt động của anh. Một lần nữa, hy vọng anh giữ sức khỏe, anh tốt, lúc nào đến Hoa Kỳ, đặc biệt là đến tại California, lúc nào cũng có cơ hội để bàn bạc, trao đổi cùng với anh. Xin chân thành cảm ơn việc hợp tác của anh ngày hôm nay với chúng tôi, thưa anh Đỗ Thông Minh. Trở lại phần cuối của chương trình thì chúng tôi đặc biệt không thể nào không thể quên anh được với vấn đề anh là một trong những nhà soạn lịch rất là nổi tiếng. Chúng tôi biết rất hay về cái quyển lịch của anh. Anh có nhiều cái đam mê mà có thể nói khó ai có thể làm được cái điều này. Thưa hôm nay thì anh có thể chia sẻ với khán thính giả chúng tôi lịch năm nay có gì lạ không, thưa anh Đỗ Thông Minh? Dạ vâng, thưa tiếp lời của anh Đoàn Trọng thì chúng tôi xin thưa với quý vị. Cái đây là cái tờ lịch mà chúng ta gọi tạm gọi cái tên chung thôi. Đó là loại lịch Tam Tông Miếu. Tam Tông Miếu, đúng thì rồi với đó. Cái lịch này chúng ta thấy là có ngày tốt, ngày xấu, nhưng mà quan trọng nhất là cái phần bói toán bên dưới này. Thì thực ra thì cũng ít ai tin tưởng lắm, nên là coi cho vui thôi. Thì chúng tôi thấy rằng là cái lịch nó khác với sách như thế nào. Thì khi chúng tôi biết sách và chúng tôi đi nói chuyện khắp mọi nơi, nếu mà sách để nhà sách thì nhà sách cũng đóng cửa gần hết rồi. Và để thì chắc người ta ngồi nhà, ta coi internet, ít ai tới lắm. Cho nên chính chúng tôi phải đi khắp mọi nơi. Và cái lượng sách phát hành nó cũng rất là giới hạn. Trong khi đó lịch đó, thưa quý vị, là nó đến từng nhà qua nhiều hình thức. Từ những cái cơ quan truyền thông giới thiệu xong, thì các cơ sở tôn giáo, các cơ sở tổ chức đấu tranh, cho tới các cơ sở thương mại. Thường thường họ phát hành lịch qua một cái công ty nào đó. Họ in rồi họ phát hành ra. Thành ra cái lượng lịch đó, đôi khi muốn hay không muốn, nhưng mỗi năm cũng cần có một cuốn lịch ở nhà. Đúng, được các cơ sở thương mại hay tôn giáo bán lẻ hoặc là tặng, cho nên nó tới từng nhà. Thì chúng tôi ước tính rằng là thay vì sách, tôi nói thí dụ thôi, in được chừng vài trăm cuốn, hoặc là 500, hoặc ngàn là nhiều. Nhưng mà lịch có thể tính tới đơn vị 5-10 ngàn, hàng chục ngàn. Thành ra vì vậy chúng tôi nghĩ rằng là đã mười mấy năm đi như vậy rồi, và chúng tôi có thể thử nghiệm đánh giá cái mức mà tiêu thụ sách nó như thế nào. Không phải vấn đề nhiều hay ít, nhưng mà vấn đề làm sao quảng bá rộng rãi. Thành chúng tôi thấy là tại sao cuốn lịch nó tới từng nhà, mình không tận dụng cái phương tiện đó để đưa chuyên trở những cái ý nghĩ của mình chia sẻ với đồng hương. Cho nên chúng tôi có cái ý định là bỏ cái phần dưới bên dưới này đi, để thay vào đó bằng hai cái sự kiện quan trọng, đó là những vấn đề văn hóa và đấu tranh. Thành ra cái trang lẻ đó là trang văn hóa và trang chẵn là trang đấu tranh, cứ liên tục 365 trang như vậy. Thì cái lượng chữ ở trong đây đó, thưa quý vị, là nó tương đương với khoảng 200 trang sách mỗi một cuốn lịch này. Như quý vị thấy đây, thành ra vấn đề văn hóa này đó, trong cái cuốn đầu tiên thì chúng tôi nói tới những vấn đề rất là cơ bản, tức là vũ trụ quan và nhân sinh quan. Chúng ta sống không phải để biết có mình mà cái vũ trụ nó chi phối chúng ta như thế nào. Rồi từ đó chúng ta tập trung vào cái vấn đề văn hóa Việt Nam, tức là nói về cái chủ đạo Việt, cái Việt tính là gì, Việt hồn là gì, cái tính cách người Việt Nam, nói từ văn hóa, văn minh, văn hiến, văn vật, tất cả những cái gì liên quan tới Việt Nam. Đây là cái cuốn đầu tiên, là năm Canh Tí 2020 sắp tới đó. Thành ra chúng tôi nói những vấn đề tổng quát như vậy. Rồi tới qua cái trang chẵn thì chúng tôi nói về vấn đề cách mạng, từ những cái cách mạng cận đại, cách mạng Pháp, cho tới cách mạng Mỹ, cho tới những cái cuộc vận động đấu tranh dân chủ ở tại các quốc gia. Thế thì cái phần đầu nó có mang tính chất là như là thân phận và thân phận con người. Nhưng mà con người nó có cái tư duy và có cái tinh thần ước tượng luôn luôn cải tiến cái cuộc sống của mình và dân tộc mình. Cho nên từ cái vận mệnh Việt Nam nằm ở cái bao lơn Thái Bình Dương, một cái địa lý chính trị như vậy, thì nếu chúng ta khéo, chúng ta sẽ làm cái cuộc cách mạng dân tộc chúng ta để đưa cái đất nước chúng ta đi lên. Thành ra cái vấn đề mục tiêu tại sao lại ra cuốn lịch là như vậy. Nhưng mà đây là một cái gọi là một cái idea, một cái ý tưởng có thể nó táo bạo mà mới mẻ như vậy á. Thì anh nghĩ rằng là khán giả với tất cả những người mà theo anh đã hiểu biết về anh, họ sẽ cảm nhận được như thế nào về cái trang lịch mới của anh ạ? Cái chuyện này thực ra chúng tôi đã manh nha từ năm ngoái, nhưng mà không kịp cho tới năm nay. Cho nên thông tin với một số thân hữu thì cũng đã được đưa ra. Và đại đa số thì hưởng ứng, nhưng cũng có những người e ngại. Chưa biết mà. Dạ vâng. Thì thưa với quý vị, có những cái khó khăn là như thế này. Nếu mà lịch thương mại thuần túy như vậy đó, thì cứ các nhà làm lịch đó, họ in cả 100.000, 200.000 cuốn giống nhau, chỉ khác cho khách hàng là cái bìa. Còn đây là cái mẫu thôi. Ví dụ như cái bìa, mỗi một cái cơ sở thương mại một cái bìa khác nhau. Nhưng mà cái block lịch là giống nhau hết. Cho nên giá thành nó rất là rẻ, in cái 100.000, 200.000. Còn thưa quý vị, cái lịch này là chắc chắn không có in cái số lượng đó, mà chúng tôi đặt là in riêng.
hoàn toàn in riêng theo cái nhu cầu của mình. Mà trong khi đó đây là lần đầu tiên các cơ sở đó thì thường thường họ đã có cái ý định in lịch thì họ đã in rồi, đã có mối rồi. Bây giờ mình đưa ra cái mới chưa kịp giới thiệu chi tiết và để mà họ hưởng ứng thì chúng ta lại kêu gọi họ qua cái chuyện mình, mà không phải là cái chuyện dễ. Mà lịch đó, nó khác sách ạ. Sách đó là có thể bán năm này năm nọ được, lịch tới hết tháng giêng hai cũng có lịch rồi, giờ đó thì không còn bán gì cả, nó chỉ có 2-3 tháng thôi. Nhưng thưa anh thì ví dụ anh vừa hồi nãy vừa anh vừa cho chúng tôi biết là ngày lẻ thì là nói chuyện tranh đấu hả? Ngày lẻ là về văn hóa và ngày chẵn là tranh đấu. Thế anh cho tôi một cái trang ngày chẵn tranh đấu, trong đó tranh đấu thì anh nói những cái gì, là văn hóa thì anh nói những cái gì, là ví dụ ngày mùng hai nói về cách mạng Pháp, cách mạng Mỹ, là cái cuộc vận động ngày này, tất cả những cái sự kiện lịch sử trong cái ngày này. Dạ vâng, không cứ là ngày này, nó là một câu chuyện thôi chứ nó không câu chuyện thôi, không dính tới cái tất nhiên là nghĩa là chúng ta lật ra vào trang chẵn là chúng ta có một cái câu chuyện về những cái sự kiện tranh đấu trong quá khứ. Thế còn trang chẵn trang lẻ thì tất cả chúng ta nói về văn hóa, tâm cảm, vũ trụ quan, duy tâm, duy vật. Nhưng mà anh nghĩ rằng những cái người mới bây giờ trẻ, chúng ta cần phải đầu tư vào đứa trẻ, và những cái chữ này thì làm sao với trẻ đọc được để hiểu được? Vâng, bước đầu thì chúng tôi cố gắng đi một cách tổng quát, nhưng mà bước sau chúng tôi đi vào những vấn đề cụ thể hơn. Khi chúng ta có cái nhìn tổng quát, và như quý vị thấy cuốn lịch này á, nó đặc biệt là có thể treo tường được, có thể gấp lại để mà để bàn được. Bởi vì văn phòng của quý vị á, để cái này thì trong khi khách ngồi nói chuyện với quý vị, chờ quý vị, họ sẽ tò mò họ coi, không phải chỉ có treo trên tường xa mà ngay trước mặt luôn để bàn làm việc của quý vị. Thế trong đợt đi này anh dự trù là anh sẽ tiêu thụ bao nhiêu cái quyển lịch này nè? Thực ra thì chính chúng tôi cũng rất là băn khoăn, không biết là nó sẽ là bao nhiêu. Làm cái công việc bảo hiểm này thì tôi với lại anh Nguyễn Lương Thiện là một người bạn nối khố, hoạt động chung với nhau 49 năm rồi. Cho nên là tôi nói anh Thiện là tôi lo không nổi. Anh Thiện ơi, anh tiếp một tay, mà không những tiếp một tay về vấn đề đầu tư bảo hiểm này, mà tiếp một tay nữa là tháng 9 tôi về bên kia, thì sau này mọi chuyện ở bên đất Mỹ này anh phải đứng lại anh gánh. Tôi đi bước đầu thôi, bước thứ hai thì chính anh Úp. Thành ra rất là may mắn, một người bạn chí thân chúng tôi. Hai người đều đi học ở tại Nhật với nhau. Thành ra sau này quý vị có chuyện gì thì liên lạc với anh Thiện. Và cái giá thành của nó đó thì giá tượng trưng là $10, mà tương đương với 200 trang sách. Còn đối với các cơ sở đặt nhiều đó thì chúng tôi có thể bớt là khoảng 30% để quý vị phân phối lại. Nhưng mà anh nghĩ rằng thì trong cái chuyến đi này thì anh có cái buổi gặp gỡ, anh có thể giới thiệu với khán thính giả chúng tôi những cái cuộc gặp gỡ trong tương lai và anh diễn biến những cái chương trình gì trong cái buổi gặp gỡ đó thưa anh? Chúng tôi đã có cái buổi gặp gỡ với đồng hương ở tại Auckland và San Jose. Tiếp đây thì thứ bảy tuần tới nữa, tức là ngày 24 tháng 8 thì chúng tôi sẽ có cái buổi giới thiệu những cái này, và đặc biệt là cái buổi nói chuyện là chủ đề là Việt Nam trong căng thẳng Đông Á. Chúng tôi sẽ có buổi nói chuyện tại Thư viện Việt Nam từ 2 giờ cho tới 5 giờ. Thế anh có dành một ít thời giờ để cho tất cả các độc tất cả những khán giả đến để trao đổi với anh qua những cái câu hỏi? Chắc chắn điều đó là luôn luôn phải có. Bởi vì chính chúng tôi cũng muốn học hỏi từ quý vị và để mài giũa những cái suy nghĩ của mình cho nó sắc hơn. Chứ còn nếu mình chỉ nghĩ một chiều thì nhiều khi nó rất là chủ quan. Vâng, kính thưa quý vị, kém may mắn là chúng tôi không có nhiều thời giờ để tiếp tục cuộc trao đổi với học giả Đỗ Thông Minh đến từ Tokyo. Và hy vọng vào ngày mấy thưa anh? Ngày thứ bảy 24 tháng 8 tại Thư viện Việt Nam từ 2 giờ tới 5 giờ chiều. Kính thưa quý vị, từ ngày thứ bảy 24 tháng 8 từ 2 giờ tới 5 giờ 2 chiều, giờ đến 5 giờ chiều tại Thư viện quý vị đến Thư viện Việt Nam ở ngay đường Euclid và Westminster. Ngay cái chỗ mà chúng ta hay gặp gỡ đó. Quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ học giả Đỗ Thông Minh để quý vị có thể tìm hiểu về tất cả những quyển sách mà anh đã viết, về tất cả những sự kiện diễn biến ở tại Tokyo cũng giống như tại Hồng Kông, tại tất cả những sự kiện liên quan đến vùng Đông Nam Á, cũng như là tất cả những người nào muốn biết về lịch thì đến gặp Ấn Độ Thông Minh. Đặc biệt là lịch thì thưa quý vị, trong tương lai quý vị liên lạc với nhà sách Tự Lực. Không phải đất Mỹ không, mà trên toàn thế giới. Nhà sách có thể phân phối tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Một lần nữa chúc anh có một chuyến đi và trở về lại Tokyo, và hy vọng gặp anh càng sớm qua những cái chuyến đi của anh. Kính thưa quý vị, đó là học giả Đỗ Thông Minh với Mỗi Tuần Một Vấn Đề, và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin cảm ơn Đài Lý Tân Sài Gòn và quý vị đã cùng chia sẻ với chúng tôi. Không có gì anh Đỗ Thông Minh. Kính thưa quý vị, đó là Mỗi Tuần Một Vấn Đề.